có một hàng kìa. Nam ở trong đấy, bây giờ bảo anh đi tìm, anh biết đi tìm ở đâu, anh ở trên đó. Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, văn phòng Trung ương giáo hội của sư Tôn Đức Hiện Tiền. Bây giờ này chúng con cung thỉnh sư Tôn Đức. Và thank you.
Đi chậm lại một chút, chậm lại một chút.